Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh, nếu bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu, chúc các bạn một ngày tốt lành. Chap 482. Cổ Tam Thông khinh thường bĩu môi, nhìn sâu vào ba người và không khỏi cười khẽ, lời thề của ta năm đó, chỉ hứa bảo vệ dòng dõi hoàng gia của ngươi vững vàng qua ngàn năm, nhưng chưa từng nói sẽ trở thành chó săn của các ngươi. Nếu ta muốn giúp, ta sẽ giúp một chút, nếu không thích không ai có thể ép ta làm gì cả. Ừ. Nghe lời này, ba người đều giật mình nhẹ, nhìn nhau một chút, đều có chút kinh ngạc. Khi nào mà đứa nhỏ này trở nên xảo trá đến vậy, biết tìm lỗ hổng trong lời nói. Nhưng rất nhanh, khi ba người nhìn về phía chắc phàm đang ngồi yên tĩnh không xa, tất cả đều cảm thấy không ổn. Không cần phải nói, loại lập luận này chắc chắn là do chắc phàm dạy. Với trí tuệ của đứa nhỏ này, không thể nào nghĩ ra được những lời nói hoa mỹ như vậy. Nghĩ tới đây, Ba người đồng loạt thở dài sâu, khuôn mặt có chút nặng nề. Cổ Tam Thông là người mạnh nhất trong số họ, nhưng bây giờ lại chạy sang bên Trác Phàm, khiến họ rất bất lợi. Quỷ Vương run run nói, "Cổ Tam Thông, ngươi đã thề sẽ bảo vệ hoàng gia không suy vong, thì phải tiêu diệt kẻ thù của hoàng gia. Bây giờ Trác Phàm là nghịch tặc bất đạo, muốn chiếm đoạt thiên hạ, đã là uy hiếp đến giang sơn của Vũ gia. Dù ngươi có là hộ long thần vệ hay lời thề năm xưa, ngươi cũng phải diệt trừ hắn, chứ không phải như bây giờ." che chở cho kẻ nghịch. Hừ, che chở cái gì? Con che chở cha, không phải là điều đương nhiên sao? Cổ Tam Thông bĩu môi cười khẩy, hơn nữa, cha ta cũng cam đoan với ta sẽ không động đến căn cơ của hoàng gia, hắn chỉ muốn quyền lực, không cần danh phận. Ba người sợ hãi kinh ngạc, nhìn nhau một cái, đều thở dài sâu. Phương Thu Bạch không tin được hỏi, "Tiểu Tam tử, ngươi vừa nói gì? Ngươi gọi hắn là gì?" "Ha ha, các ngươi chưa biết à? Hắn là cha nuôi của ta." Cho nên, nếu các ngươi dám chạm vào một sợi tóc của hắn, ta sẽ lột ra các ngươi ra xương, để các ngươi chết không toàn thây. He he. Cổ Tam Thông nắm quyền đầu, trên mặt hiện lên nụ cười ác ý. Ba người nghe lời cổ Tam Thông, cả kinh há hốc miệng, cảm thấy khó chịu cả người. Nếu cổ Tam Thông chỉ là bị chắc phàm dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, họ còn có thể dùng lý lẽ khuyên bảo hắn quay về. Cổ Tam Thông là người mạnh nhất của họ. Nhưng mà, hai người đã thành tình phụ tử, gắn bó với nhau, họ dù có nói gì cũng vô ích. Họ không hiểu được, chắc phàm đã cho cổ tam thông uống loại thuốc mê gì, khiến hắn vui vẻ làm con của hắn. Hoàng gia nuôi cổ tam thông hàng trăm năm, cũng không thể thu phục được tâm hắn, nhưng chắc phàm lại dễ dàng như vậy khiến hắn phục tùng, điều này khiến họ nghĩ mãi không ra. Đây là, khi nào xảy ra chuyện này, nhưng khi nhớ lại trận chiến khốc liệt vài ngày trước, lạc gia đem ra nhiều cao thủ như vậy. Họ chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, phải công nhận chắc phàm là một kẻ có tài có tâm, hiếm có trong thiên cổ ba người đối diện với cổ tam thông bỗng nhiên trở thành kẻ thù cảm thấy khó xử cổ tam thông là cao thủ số một thiên vũ không phải dạng vừa đâu a à, tiền bối hay là chúng ta rút lui trước đi đứa nhỏ này liên minh với chắc phàm quả là khó đối phó chúng ta nên báo cáo với bệ hạ để hắn quyết định tư mã huy vuốt dâu, nghĩ một lúc đề xuất phương thu bạch cũng gật đầu thấy làm vậy hợp lý nhất chỉ có quỷ vương trong mắt lóe lên chút nội nghiệp, không muốn bỏ đi, lại tiến lên một bước, gào lớn, cổ tam thông, ta trước kia còn kính ngưỡng ngươi là anh hùng hào hán. Dù rơi vào cảnh này, cũng không có oán giận ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Theo lời chắc phàm, sự việc đã thành, dù không lật đổ hoàng gia hiện tại, cũng phải giam cầm họ. Điều này có khác gì chiếm đoạt giang sơn của hoàng gia? Cổ tam thông, nếu ngươi còn biết lễ nghĩa liêm sỉ, thì phải tuân theo lời thề năm xưa, bảo vệ giang sơn hoàng gia, công tác trung thành, chứ không phải dùng mưu mẹo tìm kẽ hở trong lời nói. Đây không phải là hành vi của quân tử." Quỷ Vương gào to như đinh tai. Cổ Tam Thông nghe vậy, nhíu mày, thấy kỳ lạ, "Ngươi là ai? Ta không quen ngươi, ngươi hóa thành bộ dạng này, có liên quan gì đến ta?" "Ha ha ha, Cổ Tam Thông, ta không cần ngươi biết ta là ai, ta chỉ mong ngươi giữ lời hứa năm xưa." Quỷ Vương cười đau khổ, đầy bi ai, nhưng vẫn kiên quyết nói. Cổ Tam Thông càng thêm hoài nghi nghe lời người này có vẻ như là người quen cũ. Nhưng hắn lại không nhớ rõ mình có quen ai như vậy. Nhưng rồi hắn lại động động mũi, sâu sắc ngửi một hơi, bỗng nhiên cảm thấy trên người quỷ vương có một mùi giống như đã từng gặp qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Cổ tam thông nghiêm túc hỏi, lạnh lùng nói. Quỷ vương im lặng một lúc, bất ngờ vung xích sắt, đập thẳng vào đầu chắc phàm, gào to, huyền dai cao cấp vũ kỹ, tinh vân xuyên tâm tỏa. Soạt hắc tỏa biến hóa nhanh chóng, từ một thành hai, từ hai thành bốn, rồi nhanh chóng trở thành hàng nghìn tia đen như sao băng, lao thẳng về phía chắc phàm. Cái kia cổ khí cường hãn, khiến cho mọi vật xung quanh đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Ngay cả không khí cũng bị xé toạc, phát ra những tiếng nổ vang dội. Cổ tam thông không khỏi co ngót mắt, sững sờ trước cảnh tượng này. Khi mây đen xiềng xích đã đến gần chắc phàm, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng bước ra chắn trước mặt chắc phàm, quyền đầu đánh ra. Oanh! hơn ngàn hắc tỏa tan biến trong không trung chỉ để lại không gian dung chuyển không ngừng tay cậu ta cũng rung lên phương thu bạch và tư mã huy hai người ngơ ngác nhìn về phía quỷ vương mặt đầy hoài nghi họ biết rõ với thực lực của cổ tam thông muốn làm thương tích chắc phàm là điều không thể ngay cả khi ba người họ liên thủ cũng không thể làm được vậy tại sao quỷ vương tiền bối lại muốn xuất thủ đây không phải là tự làm mất mặt sao nhưng quỷ vương lại vẫn bình tĩnh đứng yên ở đó không hề động tĩnh cũng không tỏ ra bối rối vì chiêu thức của mình bị phá giải dễ dàng như thể hắn đã lường trước được. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng, cười khẽ nói, "Cổ Tam Thông, ngươi biết ta là ai chứ?" Cổ Tam Thông gật đầu chậm rãi, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, thầm thì, "Không ngờ ngươi còn sống, ta đã nghĩ rằng." "Hừ, còn sống?" Quỷ Vương không chờ hắn nói xong, liền lắc đầu cười khẩy, trong tiếng cười có vẻ bi ai, "Ngươi nhìn thân thể của ta, có giống là người sống không?" cổ tam thông ngước mắt nhìn hắn sâu sắc không nói gì chỉ có vẻ đau lòng quỷ vương im lặng nhìn hắn nghiêm túc nói cổ tam thông năm đó nếu không phải vì quyền đấm của ngươi ta đã là cao thủ hóa hư không phải rơi vào bước đường cùng chuyển tu linh khôi bây giờ ta trở thành người quỷ dịch mỗi khi nhớ lại việc này ta đều căm ghét nhưng ta không hận ngươi vì ngươi luôn tuân thủ lời thề với ta nhưng bây giờ bây giờ ta vẫn tuân thủ lời thề năm đó cổ tam thông gào lên một tiếng giải thích không, ngươi không thể, ngươi bây giờ chỉ là muốn tìm cách thoát khỏi lời thề của ngươi, ngươi đã phá vỡ lễ nghĩa trì tình. Quỷ vương tức giận gào lên, trách cứ, cổ tam thông rung lên một cái, không khỏi lùi lại hai bước, mặt đầy do dự. Phương Thu Bạch và Tư Mã Huy nhìn thấy, cũng dùng mình, trong lòng kinh hãi. Họ biết rằng, quỷ vương tiền bối có tư lịch thâm hậu trong hoàng thất, trước khi họ trở thành hộ long thần vệ, quỷ vương đã phụng sự bệ hạ nhiều năm. Nhưng họ không biết gì về lai lịch của quỷ vương. Hôm nay, họ mới hiểu rõ, chính vì thế, quỷ vương mới có thể dùng lời thề để dân dạy cổ tam thông. Bởi vì lời thề này là do hai người họ tự định ra hơn 300 năm trước. Cổ tam thông thở sâu một hơi, mặt biến đổi liên tục, quỷ vương thì lạnh nhạt nhìn hắn, quát mắng. Trung hiếu lễ nghĩa tin là chuẩn tắc làm người mà phụ thân ngươi định ra cho ngươi, ngươi có muốn phụ bạc họ không? Cổ tam thông lại rung rung, bối rối không nói nên lời, hai chân cũng run bẩn bật. Hắn nói ra, trong lòng không thể nào quên được ân nhân cứu mạng của mình là lương sư đầu tiên hướng dẫn hắn nhập môn. Dù người ta nói hắn là ác ma, quái vật hay bất cứ điều gì, tiên phụ của hắn đều bao dung che chở. Nhưng nếu ai nói hắn phản bội tiên phụ, hắn thì không thể nào chịu được. Hắn không thể nào thừa nhận điều đó. Hắn thấy niềm tin của mình đã bị lung lay, quỷ vương kia trong hắc khí dày đặc, lại vô tình lộ ra nụ cười tà dị. Nhưng lúc này, một tiếng nói thanh thoát lại vang lên. Quỷ vương là thống lĩnh quỷ ảnh vệ, là thiên vũ đệ nhất nhân, là nhân thánh trong tam thánh thiên địa nhân. Trong 300 năm qua, hai lần dùng câu chuyện về nghĩa phụ để lừa gạt một đứa trẻ, có phải là việc mà đại trưởng phu nên làm không? Chắc phàm khạc ra một ngụm máu, cuối cùng mở to hai mắt, trong đó tinh quang rực rỡ, toát ra khí thế bá khốc thiên hạ, nhìn về phía bóng hắc kia ở xa xôi. Bình tĩnh nói, nếu muốn người khác giữ lời hứa, liệu ngươi có nên trước tiên sửa lại cái bóng của mình cho ngay ngắn không? Chắc phàm, quỷ vương không kìm được cắn môi, hai tay nắm chặt lại, gào lên, ngươi là kẻ vô sỉ, dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt cổ Tam Thông, khiến hắn vì ngươi chiến đấu. Cổ Tam Thông là nghĩa phụ của hắn, là người hiểu biết và biết lễ nghĩa, mới dạy cho đứa trẻ này biết ý nghĩa của hai chữ tín nghĩa. Không giống như ngươi, còn đưa hắn vào con đường lầm lỗi. Cổ Tam Thông, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, ngươi có yêu quý hơn phụ thân đời trước của mình, ngươi đã dạy ngươi sùng kính, hay là kẻ tiểu nhân xấu xa không biết xấu hổ này, người lại được ngươi kính yêu. Quỷ vương hỏi to, cổ tam thông run lên một cái, không biết phải trả lời thế nào, bỗng nhiên do dự. Chắc phàm nhìn thấy ánh mắt của hắn lóe lên, biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn rõ ràng muốn dùng hai vị phụ thân để so sánh, để làm cho tình cảm của hắn đối với cổ tam thông nhạt đi. Lập tức, chắc phàm bước tới trước mặt cổ tam thông, vuốt ve đầu hắn, khéo léo né tránh cái đề tài này, lại cười nói vui vẻ, dù là phụ thân đời trước của người. Người có tri thức và biết lễ nghĩa, hay là ta kẻ xảo trá bị ổi này, chúng ta hai người có lẽ không cùng một con đường, nhưng có một điểm chung. Đó là đều yêu thương tiểu tam tử con trai này, bằng cả tấm lòng, không hề giả dối. Mắt cổ tam thông sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt từ ái của chắc phàm, không khỏi cười tươi. Chắc phàm xảo trá, quỷ vương rung lên, mặt nhăn nhó như nuốt phải con rồi chết, tức giận nghiến răng, ngươi là kẻ vô sỉ, dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt cổ tam thông, khiến hắn vì ngươi chiến đấu. Cổ tam thông có nghĩa phụ là người hiểu biết và biết lễ nghĩa, mới dạy cho con trẻ này biết ý nghĩa của hai chữ tín nghĩa, không giống như ngươi, còn đưa hắn vào con đường lầm lỗi. Hết cháp 482